Umbala phiên bản mới hiện ra. Với 14.17, chúng tôi sẽ tăng sức mạnh cho tất cả những thứ chưa đủ huyền diệu để tạo nên sự hỗn loạn. Dù đó là tướng, nâng cấp hoặc tộc hệ. Tôi không nhắc đến trang bị là có lý do đó nha. Chúng tôi sẽ giảm bớt ngưỡng sức mạnh của các trang bị cốt lõi bằng cách giảm các chỉ số gốc của chúng. Thử thách của gà máy. Chế độ chơi PvE đầu tiên thử nghiệm trong đấu trường chân lý sẽ thách thức bạn sống sót trong 30 vòng đấu. Nếu từng đó vẫn chưa làm khó được bạn, hãy thử sức với chế độ hỗn loạn. Sau đây sẽ là một số thông tin mà bạn có thể đọc qua về chế độ này, nhưng cách tốt nhất để tìm hiểu là tự mình thử nghiệm nó trong trò chơi. Thay đổi lớn. Về tộc hệ, bạn dưới đây là một số thay đổi về tộc hệ trong phiên bản này. Các bạn có thể dừng video lại để xem chi tiết hơn nha. Thay đổi về tướng. Tướng bậc 1, Chase tăng sức mạnh công kích cơ bản. Nomzi, phần trăm sức mạnh công kích cơ bản tăng. Soraka, sát thương kỹ năng và hồi máu từ kỹ năng tăng. Twitch, sức mạnh công kích kỹ năng tăng. Zig, giảm năng lượng cơ bản. Tướng bậc 2, Ahri, sát thương phép từ kỹ năng và sát thương chuẩn từ kỹ năng giảm. Akali, sát thương phi tiêu giảm. Cassiopeia, tốc độ đánh cơ bản tăng. Shyvana, giáp và kháng phép cơ bản tăng. Cùng với đó là sát thương kỹ năng cũng sẽ được gia tăng. Tướng bậc 3, Hecarim, máu cơ bản tăng, giảm năng lượng cơ bản. Nội tại lao tới, tăng phần trăm sức mạnh công kích, cùng với đó là giảm sức mạnh phép thuật. Còn ở sát thương lan, sức mạnh công kích tăng. Jinx, sửa lỗi, giờ sẽ tính toán chính xác sát thương chuẩn cộng thêm với tổng sức mạnh công kích thay vì sức mạnh công kích cơ bản. Jinx, sức mạnh công kích cơ bản giảm, cùng với đó là tốc độ đánh và tỷ lệ sức mạnh công kích sát thương chuẩn giảm. Swain, giáp và kháng phép tăng, máu khi thi triển lần đầu và lần sau tăng, cùng với đó là giảm sát thương thi triển lần đầu. Vega, sát thương kỹ năng giảm. Vex, khiên phép tăng ở mốc sau 1 và 2. Tướng bậc 4, Gwen, giảm năng lượng cơ bản, giảm lần thi triển mỗi cộng dồn xoẹt, sát thương kỹ năng cơ bản và sát thương cú cắt nhỏ giảm. Nami, sát thương bong bóng tăng. Nasus, máu đánh cấp giảm ở cấp độ sau 1 và 2. Tướng bậc 5, Rhea, tốc độ đánh khi biến hình tăng ở mốc sau 1 và 2, ở cắn tăng sức mạnh công kích. Rhea, tộc hệ phàm ăn, sát thương mỗi máu đã mất tăng, máu nhận được mỗi khi cho ăn tăng. Morgana, sát thương kỹ năng tăng, ngưỡng máu sát thương chuẩn tăng. Milio, giảm năng lượng yêu cầu, sát thương kỹ năng tăng. Serat, sát thương kỹ năng tăng. Thay đổi về nâng cấp. Với 14.17, chúng tôi sẽ nâng ngưỡng sức mạnh của các nâng cấp đang yếu thế để đảm bảo các chiến thuật mà chúng hỗ trợ đáng để theo đuổi. Bạn dưới đây là một số thay đổi về nâng cấp của phiên bản này. Các bạn có thể dừng video lại để xem chi tiết hơn nha. Trên đây là một số thay đổi của bản cập nhật lần này. Ngoài ra, còn có một số thay đổi khác. Các bạn có thể xem chi tiết tại bài viết của Đấu trường Chân lý Việt Nam nha.